Xin chào mọi người và các bạn. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cái ngày đại hội thể dục thể thao ở xã Long Kiến nha các bạn. Và trước mắt của các bạn, đây là môn đẩy gậy. Thì môn này dành cho đối tượng nam và nữ nha các bạn. Hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân xã Long Kiến để tham gia cái lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022 nha các bạn. Và trước mắt của các bạn, đây là môn đẩy gậy nữ các bạn. Và đây là một bên là học sinh của trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm và một bên là bên trong phòng ấp của các bạn. Lấy cái nón chim vô, chim tự do, lấy áo chim vô tự do. Đào tay. Thấy, mày về ra cái tin chất ơi tại Việt Nam. À, chúng ta quan sát ha, cái thế trụ của cái trường trung học phổ thông. Chị thấy ngồi sao mày? Chị ta ngồi lại. Các bạn. Còn bên kia thì chúng ta quan sát như thế nào các bạn? Trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm thắng dễ dàng luôn các bạn ơi. Trời ơi, quét đi hoài. Lại đi. Rồi bắt đầu hai vận động viên bắt đầu đổ bên nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục thi đấu lại lần thứ hai nha. Nếu mà đội nào thắng hai lần trước thì đội đó sẽ là đội chiến thắng nha các bạn. Và cuối cùng thì trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm đã giành chiến thắng lên các bạn. Và bây giờ trước mắt của chúng ta thì thấy hai vận động viên này có sự chênh lệch về thế hình một chút các bạn. Thì một bên là trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm, còn một bên là bên ban ấp các bạn. Rồi chúng ta quan sát cái thứ hai đội này, đội nào sẽ là đội giành chiến thắng các bạn. À, chúng ta thấy là tư thế của trường trung học phương Ung Văn Khiêm rất là vững luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta bắt đầu xem ai là người chiến thắng các bạn ơi. À, vậy là trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm đã giành chiến thắng. Rồi bây giờ hai vận động viên bắt đầu đổi bên cho nhau nha. Rồi bây giờ chúng ta quan sát nha. Rồi tiếp tục là Ung Văn Khiêm cũng giành chiến thắng luôn các bạn ơi. Rồi bây giờ trước mắt của chúng ta, đây là hai vận động viên của trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm. À, chúng ta quan sát thì thấy vận động viên mà mang khẩu trang có tình trạng là hơi đuối sức đó các bạn. Rồi chúng ta quan sát nha. Rồi bạn đã thua rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ thì hai vận động viên bắt đầu đổ bên cho nhau nha các bạn. Rồi chúng ta chuẩn bị giờ bắt đầu. À, chúng ta quan sát thì thấy bạn mà mang khẩu trang đó rất là cố gắng luôn các bạn ơi. Rồi hai bên đang giằng co quyết liệt nha các bạn. Rồi chúng ta quan sát coi thứ như thế nào nha. Rồi bạn mang khẩu trang cảm giác là hơi đuối các bạn ơi. Rồi hai bên đang giằng co rất là quyết liệt nha. Nhau này tỉnh này.
Rồi hai bên đang cầm cự rất là quyết liệt các bạn. Rồi chúng ta quan sát coi như thế nào. Rồi thế là các bạn không ăn khẩu trang đã giành chiến thắng rồi các bạn. Rõ rõ là tội đấy. Đứng vậy không có thế. Trời ơi. À, vậy là giỏ đồ luôn hả? Nó mạnh dữ rồi trời. Giỏ đồ luôn hả? Và tiếp tục chúng ta sẽ đến với môn đẩy gậy nam nha các bạn. Và trước mắt của bạn đây là trường trung học phổ thông Ung Dân Khiêm, một bên là bên Băng Ấp, đây là bên Băng Ấp đã thu được các bạn ơi. Và trước mắt của các bạn đây là cái em mà buộc cái tóc cao lên đó, đó là em Di Linh ha. Còn bên kia là em thi đấu cho bên Băng Ấp. Rồi chúng ta xem coi hai bạn, bạn nào sẽ là bạn chiến thắng nha. Rồi hai bên đang giành quyết liệt. Rồi thế là Di Linh đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Tiếp theo là vận động viên áo đỏ là 80kg các bạn, còn vận động viên áo trắng là 60kg các bạn. Chị thi thì coi ai là người chiến thắng các bạn. Rồi 1, 2, 3 chúng ta bắt đầu. Vậy là vận động viên 80kg đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Dạ lúc này thì Di Linh quay lại thi vòng bán kết nha các bạn. Và một bên là Di Linh bản xanh, còn bên kia là thi cho Băng Ấp các bạn. Rồi chúng ta cứ xem ai là người chiến thắng. Đó là Di Linh là chiến thắng luôn các bạn ơi. Và tiếp tục là vòng bán kết là hai vận động viên, một bên là Ung Dân Khiêm, một bên là bên Băng Ấp. Rồi chúng ta xem bên nào sẽ là bên chiến thắng đây các bạn. Rồi bên Ung Dân Khiêm đã giành lợi thế. Rồi Ung Dân Khiêm đã giành chiến thắng luôn các bạn ơi. Và tiếp theo là vận động viên áo đỏ 80kg để cho các bạn áo xanh đi qua phía bên kia luôn rồi các bạn ơi. Tiếp theo thì Di Linh quay lại thi đấu tứ kết với một em học sinh trường trung học phổ thông Ung Dân Khiêm. Và chúng ta xem ai là người giành chiến thắng đây nha các bạn. Thế là hai em đã bước vào tư thế sẵn sàng. Rồi chúng ta xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Rồi trường trung học phổ thông Ung Dân Khiêm đã giành chiến thắng. Và trước mắt của chúng ta đây là hai vận động viên, một bên là bạn áo đỏ, một bên là bạn áo trắng. Rồi hai bên đang giành câu quyết liệt luôn các bạn ơi. Rồi chúng ta xem ai sẽ là người chiến thắng các bạn. Rồi hai bên giành co rất là quyết liệt. Đó là chúng ta thấy là tư thế đã giành nghiêng về bên áo đỏ, rồi bên áo trắng cũng chống cự rất là quyết liệt các bạn ơi. Rồi chúng ta đợi xem ai sẽ là người chiến thắng. Rồi áo đỏ đã giành chiến thắng luôn rồi các bạn. Và ở vòng bán kết này là sự đối đầu của hai vận động viên đến từ trường trung học phổ thông Ung Dân Khiêm. Chúng ta thấy là bạn quần dài đã giành chiến thắng rồi các bạn ơi. Và vòng tứ kết này là cái vận động viên đội nón đen có 80kg các bạn. Rồi chiến thắng rất là dễ dàng so với các bạn và trước mắt của các bạn đây là tranh giải 3-4 nha các bạn. Một bên là Ung Dân Khiêm và một bên là Ung Dân Khiêm các bạn. Rồi chúng ta xem coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha.
Và ở vòng tranh 34 này thì hai vận động viên sẽ thi đấu 3 hiệp nha các bạn. Thì vận động viên nào giành 2 hiệp trước thì sẽ giành chiến thắng các bạn. Tại do số lượng nam nay thi đấu nhiều á, cho nên áp dụng cái lực này đối với vòng 34 và nhất nhì nha các bạn. Hai bên dàn co rất là quyết liệt luôn các bạn ơi. Bên Ung Văn Khiêm rất là cố gắng các bạn. Chúng ta coi thử bên Ung Văn Khiêm có thể là phản trời lại được không các bạn. Rồi thì trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm đã giành chiến thắng ở lần thứ nhất luôn các bạn. Và tiếp theo là sự đối đầu giữa hai vận động viên, một bên là Ung Văn Khiêm và một bên là vận động viên đội cái nón đen là thi cho bên băng áp nha các bạn. Và chúng ta xem coi thử hai bên bên nào sẽ là bên giành chiến thắng để giành quán quân của chúng ta ngày hôm nay. Rồi vậy thì chúng ta thấy là cái bạn là đội nón đen với trọng lượng 80 kg thì không có đối thủ nào mà có thể thắng được nữa các bạn. Vậy thì người đội giải quán quân là các bạn đội nón đen áo đỏ đó các bạn ơi. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé.